Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Thì theo yêu cầu của một số anh chị em có hỏi về cách để chúng ta tạo một cái thumbnail hay là một cái hình đại diện YouTube đơn giản nhất. Thì trên thực tế thì chúng ta sẽ có rất nhiều trang web hay là nhiều ứng dụng có thể làm được việc này. Tuy nhiên mình thấy Canva là một cái ứng dụng rất là mạnh về cái việc này, cho nên là mình muốn chia sẻ cho tất cả anh chị em để chúng ta cùng tham khảo. Thì trên thực tế thì đối với cái thumbnail YouTube, có người thì thích kiểu nó đơn giản, nhìn vào một cái là biết được cái video đó chúng ta nói cái gì. Tuy nhiên cũng có những người thích màu mè, thích phức tạp, thích nó cái gì đó nó cao siêu hơn xíu đó. Thì đối với Canva thì nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu này cho tất cả mọi người. Thì một cái điều đặc biệt đó là trên ứng dụng Canva thì chúng ta có thể là chỉnh sửa được vừa trên điện thoại vừa trên máy tính. Và khi mà chúng ta chỉnh sửa đến đâu thì nó tự động nó sẽ lưu vào cái bộ nhớ của nó đến đó. Cho nên là ví dụ trong trường hợp mà chúng ta mất điện hay sau đó mà máy tính của chúng ta nó bị tắt thì nó cũng sẽ tự động nó lưu ở trên đó, và sau đó mình vào thì nó vẫn có bình thường, chứ chúng ta không phải mất công phải làm lại từ đầu. Rồi để không mất thời gian của chúng ta nữa, hãy nhìn lên màn hình và theo dõi cách thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào một cái trình duyệt web bất kỳ. Ví dụ ở đây mình vào trình duyệt web EDGE. Chúng ta nhấp vào. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái trang web là canva.com canva.com, enter. Thì đây là cái trang chủ của Canva này, cái màn hình trang chủ của Canva. Thì để làm được một cái hình thu nhỏ của YouTube ấy, hay là thumbnail YouTube ấy, thì cách đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ vào cái ô tìm kiếm này này, chúng ta sẽ tìm kiếm cái mà mình cần. Ví dụ ở đây mình tìm kiếm cụm từ là YouTube thumbnail, enter. Thì khi mà mình tìm kiếm cái cụm từ này, chúng ta thấy nó ra hình thu nhỏ YouTube là 56 này, video là 2 này, banner là 1 này, hình đại diện 49 này, vân vân, rất là nhiều như này. Hoặc là mình có thể tìm kiếm cái cụm từ hình thu nhỏ YouTube, enter. Đó. Thì ở đây tương tự chúng ta thấy bên này nó rất là nhiều luôn. Chủ nghĩa tối giản là 6.4 này. Chúng ta nhấp vào đây chúng ta tìm. Đó. Hình đại diện là 6.3 ngàn này, đơn giản là 4.2 ngàn này, rất là nhiều đó, cả chục ngàn đấy rất là nhiều. Thì công việc của mình là cái gì? Công việc của mình ở đây rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ đi tìm tìm cái tấm hình nào, cái hình nào mình yêu thích, mình thích nhất, mình tìm cái mẫu nào mình thích nhất. Ví dụ chúng ta tìm ha, chúng ta tìm cái mẫu nào mình thích nhất, sau đó chúng ta sẽ vào chúng ta chỉnh sửa từ những cái của người ta biến thành những cái của mình. Rất là đơn giản và rất là nhanh luôn. Đó. Thì ở đây là mình xài cái bản Pro cho nên là nó mở gần như là hết. Còn khi mà chúng ta xài bản Free thì nó cũng giới hạn đến một số. Tuy nhiên là bản Free chúng ta cũng xài thoải mái. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái tấm này để mình chỉnh sửa cái thumbnail cho mình đi. Mình chọn tấm này, mình nhấp vào. Sau khi nhấp vào thì nó sẽ ra một tab như vậy. Đó, và nó ra một trang cho mình chỉnh sửa. Thì mình chỉnh sửa cái gì? Từ cái nền đến cái hình đến cái chữ. Ví dụ chúng ta giữ cái mẫu và chúng ta thay cái hình của mình, thay cái nội dung của mình. Đó, hoặc là chúng ta thay đổi cái mẫu tùy thích, tùy thích.
Ví dụ từ cái hình này mình có thể là biến thành cái tấm hình của mình. Đây không phải hình mình xóa đi. Xóa bỏ. Đó. Và vậy bây giờ xóa bỏ cái hình này rồi, mình lấy cái hình nào để mình bết vào đây? Thì tất nhiên mình làm cái video thì sẽ có cái chủ đề của mình, và mình sẽ chụp những cái tấm hình trước rồi ha. Ví dụ ở đây mình chọn cái hình của mình đi, thì mình chọn hình trong máy thì mình vào tải lên này. Chúng ta vào tải lên này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ vào tải lên tệp này. Ở đây chúng ta thấy là một số cái hình ảnh này là mình đã tải lên và mình chỉnh sửa rồi, cho nên nó có sẵn ở đây. Còn nếu mà hình mà mình chưa tải thì mình sẽ tải lên tệp. Tải lên tệp. Đó. Ví dụ như mình chọn vào đây. Mình chọn và mình lấy cái hình này. Open ngay. Đó. Thì cái hình này nó sẽ ra đây. Đó. Công việc của mình là gì? Nhấn vào đây. Kéo nó qua. Đó. Hoặc là nhiều lúc không cần kéo cũng được, mình nhấp vào một cái là nó cũng qua luôn. Đấy, rất là đơn giản. Như vậy, cái tấm hình này nó thấy nó khác khác đúng không? Nên mình để bên này thì nó hợp hơn. Ví dụ như như vậy mình cho cái nội dung nó sang bên phải đi. Cho cái hình sang bên trái đi. Đó. Tức là mình chỉnh sửa theo cái sở thích của mình. Mình thích cho nó đi đâu thì cho. Làm sao mình thấy đẹp nhất là được. Đó, cho to lên. Và lúc này chúng ta thấy cái hình là nó có cái, nó không có cái nền này. Và nó có cái viền trắng 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 này này. Hay mình xem trên TV hay là đâu đó thấy những cái hình đại diện nó có cái, nó có viền này này ha. Thì mình sẽ lát mình sẽ chỉ luôn. Thì trước hết là như vậy đi. Đó, bây giờ như tấm hình vậy, và đây là nội dung. Ví dụ nội dung ở đây mình là gì? Cách 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 tạo thumbnail YouTube. Cách tạo thumbnail YouTube. Chúng ta thấy cái chữ nó rất là lớn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại bằng cách là mình nhấp vào đây này. Hoặc là mình chỉnh sửa trực tiếp đây này. Thì mình có thể là nhấp vào đây để mình đến lúc nào nó phù hợp. Đó, ví dụ như cái này như vậy. Đấy. À, dưới này ví dụ như là mình để đơn giản. Cách tạo thumbnail YouTube đơn giản. Đấy, như vậy đi. Ví dụ mình không thích phông chữ này thì mình có thể nhấp vào và mình chỉnh sửa ở đây, thay đổi ở đây. Đó. Nếu không thì mình cần Ctrl Z lại. Đó. À. Rồi, ví dụ như trường hợp mình muốn đổi cái màu chữ này thành màu trắng luôn thì sao? Thì mình sẽ nhấp đúp vào đây. Và mình chọn cái màu chữ cho nó. Nó mình chọn cái màu chữ nó ra màu trắng này. Đấy. Ví dụ chữ này mình không muốn cho màu trắng nữa, màu đen nữa, mà mình cho màu màu đỏ đi. Đó, nó sẽ ra màu đỏ. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo là cái hình nền. Hình nền này mình muốn thay đổi thì sao? Ví dụ ở đây là nó có cái nền sẵn rồi. Ừ. Ví dụ mình không thích nền của nó thì mình có thể là delete đi, nhấp vào và delete đi. Và mình có thể là thêm cái màu nền yêu thích của mình vào. Đó. Đây là cái màu nền mà thì mình hay sử dụng. Ví dụ mình xài cái nền này. Nền vàng luôn. Thì nền vàng luôn thì mình có thể là cho cái màu này thành màu đỏ chẳng hạn. Đấy. Để cho nó nổi bật lên.
cái này thành màu đỏ, cái này là màu đỏ luôn nhưng ạ. Để cái chữ nó sẽ chìm đi, cái chữ nó chìm đi thì mình sẽ cho nó màu màu xanh chẳng hạn, để nó nổi lên đó. Đấy, tức là những cái này này mình có thể tạo theo cái cách của mình, hoặc là mình có thể là giữ nguyên cho nó đó, mình giữ nguyên thì mình thấy, ví dụ mình thấy cái nền này đẹp rồi thì mình có thể giữ nguyên ha. Rồi ví dụ bây giờ mình giữ nguyên cái này, rồi bây giờ xử lý cái này, bỏ cái nền này đi và làm cái viền cho cái viền trắng 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 xung quanh này. Thì để làm được điều đó thì Canva này nó cũng rất hay, nó thực hiện chỉ trong một cái click thôi, không cần nhiều. Ví dụ chúng ta bây giờ cách để chúng ta bỏ cái nền này ha, nhấp vào cái, rồi chúng ta sẽ vào sửa ảnh, sửa hình ảnh này này đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái chữ là xóa nền này, bắt đầu chúng ta sẽ nhấp vào đây cái và chúng ta ngồi chờ khoảng 10 15 giây gì đó thì nó sẽ tẩy hết được nó sẽ bỏ loại bỏ được cái nền này và nó chỉ để cái hình người không thôi. Đây là mình làm mẫu ha, đó mình có thể là sử dụng cái này luôn, tròn to lên. Cái hình thấy nhỏ nhỏ thôi, không bị mất nó đó. Rồi sửa ảnh, xóa nền. Đó, chúng ta thấy xịn xò không? Rất là xịn xò luôn. Rồi bây giờ chúng ta tạo viền như thế nào? Chúng ta nhấp vào, chúng ta tiếp tục vào sửa ảnh. Và chúng ta sẽ vào cái này này, vào cái tạo bóng này, đó. Sau đó chúng ta vào cái phát sáng này này, nhấp vào phát sáng. Sau đó chúng ta sẽ nhấp vào thêm lần nữa, nhấp vào đây này, nhấp vào đây thêm lần nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh mấy cái thanh này này. Thứ nhất là cái cỡ của viền đó, thì chúng ta ví dụ cho cỡ lớn lên này. Đó, chúng ta thấy không, cái viền nó lớn lên giờ nó không, đó mình cho vừa vừa thôi cho nó đẹp. Đấy, giống trên tivi chưa, đó xem mấy phim mình hay thấy cái hình đại diện người ta để như vậy đó. Rồi, độ trong suốt, ví dụ độ trong suốt thì mình để 50-50 đi, độ mờ ở đây 5, bây giờ mình cho có thể cho lên hoặc cho xuống, cho 5 đi, mặc định 5 đi. Rồi bây giờ cái viền của chúng ta đang là viền màu đen đó, cái viền màu đen thì chúng ta sẽ có thể là đổi cái màu này thành cái màu trắng, màu đỏ, màu vàng gì đó. Thì chúng ta sẽ vào đây, nhấp vào đây, ví dụ chọn màu vàng thì nó sẽ ra viền màu vàng, ví dụ chúng ta chọn màu trắng thì nó sẽ ra viền màu trắng. Ok đó, bây giờ mình nhìn vào đây là mình thấy nó ok chưa, mình có thể là kéo nó ra đó. Đó, kéo sao mình thấy đẹp nhất là được đó, cho nó đầm lên này, nó phát sáng này, rồi trong suốt này đó, đó nó là như vậy. Đấy, như vậy là xong một cái thumbnail chỉ trong vòng một nốt nhạc, đúng không ạ? Rồi đây là một cái mẫu đầu tiên. Thì ví dụ như trong trường hợp mình chọn cái mẫu khác không phải là hình nổi như thế này, mà những cái mẫu ví dụ như đại loại như thế này này, như thế này hoặc là như thế này đó, thì mình làm sao? Ví dụ như mẫu này mình chọn vào đó, thì mình thay những cái hình ảnh này như thế nào, nội dung thì thay đơn giản rồi, mình cứ để cái nội dung vậy, mình thay cái thành cái nội dung của mình thôi. Còn những cái hình ảnh này thì sao?
những cái hình ảnh này mình cũng tương tự, mình sẽ vào tải lên và mình tải bình thường nó sẽ vào đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ tải cái tệp khác lên, ví dụ mình chọn cái bông hoa này đi, open thì nó sẽ ra đây. Và để thay thế cái hình này á rất là đơn giản, Canva nó tự động nó sẽ ghép vào phù hợp cho mình luôn. Ví dụ mình thay cái này bằng cách là mình kéo này, nhấp chuột vào, kéo kéo vào đây. Đó, thả ra cái kéo kéo cho trúng nha, kéo khi mà nó thấy cái mấy cái viền xanh 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 này này. Đó, rồi thả ra cái là nó vào luôn. Đó, như vậy là cái từ cái hình của người ta đã thành cái hình của mình. Và mình có thể là chỉnh sửa những cái này theo cái ý thích của mình. Theo cái ý thích thì sao? Ví dụ mình không thích cái này thì mình có thể đổi cái khác. Đổi cái khác thì mình có thể vào đây này, vào mình thấy cái nào nó đẹp thì mình sẽ chọn cái đó. Ví dụ như mình thấy những cái này, những cái biểu tượng nào nó đẹp thì mình cứ chọn thôi. Mình nhấp vào đây này thì nó sẽ ra một cái này đó. Và chúng ta có thể là chọn này, nhấp vào copy, Ctrl C, sau đó sang đây Ctrl V, sang đây Ctrl V đó. Đó, thêm gì thêm ở đâu đó tùy, tức là cái này là tùy theo cái ý thích của mọi người, mình muốn đơn giản, muốn hay là muốn phức tạp, hay là muốn như thế nào là tùy theo ý thích của mọi người. Nếu mà chúng ta không muốn mất thời gian nhiều thì chúng ta sẽ chọn theo cái màu của nó luôn, chúng ta sẽ thay những cái hình và thay cái nội dung của nó, thì chỉ như vậy là đã xong. Đó, nói chung là trong vòng một nốt nhạc, đúng không ạ? Đấy. Rồi, bây giờ mình xóa cái này đi và mình sẽ lưu cái này. Ví dụ mình sử dụng cái này, bây giờ mình sử dụng cái này và mình lưu này ha. Bây giờ mình sẽ xuất cái hình này ra cho nó đúng với kích cỡ của cái thằng hình thu nhỏ của YouTube, bằng cách là chúng ta vào chia sẻ, chúng ta vào nút chia sẻ đó. Sau đó chúng ta sẽ vào cái tải xuống này. Đây thì ở đây là chế độ là kích cỡ là một, ở đây đầu tiên này là chúng ta chọn cái đuôi của nó, JPG này phù hợp để chia sẻ này, rồi PNG là chất lượng hình nó cao hơn, phù hợp nhất cho các hình ảnh hình minh họa phức tạp đó, thì mình sẽ chọn cái này. Hoặc là nó chọn PDF thì mình làm YouTube thì mình sẽ vào cái này ha. Và mình có thể cái này đăng 1280 x 720, mình kéo nó lên thì Full HD này, 1920 x 1080, ok. Đó, nó rất nhiều cỡ ha, thì mình chọn cỡ phù hợp của YouTube nó sẽ là 1920 x 1080, là vừa màn hình nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ tải xuống, chúng ta chờ trong vòng mấy giây là nó tải xong đó. Đấy, sau khi mà tải xuống rồi, ví dụ chúng ta mở vào folder đi, chúng ta sẽ mở cái hình lên, chúng ta xem thử. Đấy, như vậy là xong cái thumbnail của mình thôi. Đó, quá đơn giản đúng không? Rồi, cái Canva này nó có một cái hay nữa, khi mà mình làm đến đâu nó sẽ tự động nó lưu đến đó. Và ví dụ như mình cũng đăng nhập cái tài khoản Google của mình á, cái tài khoản này này mình đăng nhập vào trên máy tính này này, và mình đăng nhập cái tài khoản này trên điện thoại, thì cái hình này nó sẽ tự động nó sẽ lưu lên điện thoại luôn. Mình có thể sửa được trực tiếp ở trên điện thoại, tức là mình có thể là làm
trên điện thoại xong chuyển qua máy tính, trên máy tính chuyển qua điện thoại bình thường. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ mở cho mà. Đó là cái hay của cái Canva. Thì máy tính thì chúng ta có thể là sử dụng trên web, còn điện thoại thì chúng ta sẽ cũng có thể sử dụng trên web, cũng có thể là tải phần mềm về. Nếu mà máy cấu hình điện thoại cấu hình ok xíu thì chúng ta tải phần mềm về thì nó làm cũng rất là nhẹ nhàng, rất là mượt, chứ không đến nỗi là khó làm đâu. Đấy. Vậy là xong rồi, có một cái hình đại diện xịn sò rồi. Còn mình thích màu nào thì mình cứ vào mình chọn thôi. Đó. Có hàng trăm hàng ngàn mẫu, quan trọng mình thích cái nào thôi. Đó. Nhiều kiểu rất là đẹp. Mình thích đơn giản hay là thích phức tạp, hay là thích như thế nào thôi. Đó, vậy là xong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Không quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.